keep you safe. I'll keep you warm and safe. I'll get you through the day. When you're sick, I'll feed you when you're sick. I'll let Mama, you cry. Dạ ơi, con, để cho con coi phim nè, con vẽ xong chưa? À. Cái gì con? Ừ, bây giờ con nghĩ con ăn chưa phải không? Dạ. Rồi con đi ăn trưa đi. Xong cái lớp này là mình không có vào nữa, là tụi con đi ăn trưa hết. I'll tell you that soon you'll be okay. Ouch! Mom? Mommy? Oh no, Wendy. What happened? My poor little darling. Bây giờ còn có mấy phút nữa thôi. À, bây giờ tụi con coi cái phim này là mấy đứa bé này nó bị đau, nó bị bệnh. Cho nên nó sẽ phải đi bác sĩ. Nha. Ngày mai bà cho con tụi con coi tiếp cái này và chúng ta sẽ vẽ
cái phòng của bác sĩ và mấy mấy người này mẹ nó dẫn nó đi tới bác sĩ nha. Ok. Rồi bữa nay bà cho tụi con coi như vậy. Bây giờ còn lại mấy phút. Bây giờ bà muốn nói chuyện với tụi con. Ok. Bây giờ mấy cái cây của Apple tới đâu rồi? Đưa cho bà coi cây của Apple nó lớn, nó cao chừng nào rồi. Rồi cây của Tony tới đâu rồi? Đây. Ôi, cây của Apple hả? Nó lên tới đâu rồi? Đâu bà thấy coi. Ôi, mặt rễ ra cao quá ha. Mà ok, hết sảy. Nhưng mà con phải để nó đứng lên chứ sao nó nằm vậy? Nó không biết. Con không biết ha. Bây giờ con để nó đứng lên. Chứ nó nằm vậy, nó làm sao nó sống được? Con phải để nó đứng lên nha. Nói Julie coi cái cây của Julie nó đứng thì con phải tới coi cây của chị Julie. Tại sao nó đứng mà cây của con nó nằm? Đúng không, Apple? Đâu, đưa bà coi lại coi. Đó, hết sảy. Ô, nó đứng lên rồi. Đó là đúng rồi. Rồi bây giờ cái cây của Tony. Ăn xong đi rồi con đưa cái cây Tony cho bà coi coi. Julie, cây của Julie tới đâu? Cây của Michelle là ngon lành rồi, là cao lớn rồi. Rồi cây của Michelle là xong rồi. Cái cây Tina, con trồng cái cây con lên chưa? Yến Xuân, cây con lên chưa? Nó tàn lụm, con tưới lụm nước cái xong nó chết luôn rồi bà. Đúng rồi, nó thúi cái rễ rồi, con phải trồng lại cái khác. Con đừng có chế nước nhiều quá. Không, hai con ngày tưới lụm nước, con nhìn lộn chai nước muối với lại chai nước kia, chai nước tưới, vậy là con tưới cái chết luôn rồi. Ồ, là con cho vô muối nhiều quá cho nó chết ha. Vậy con phải trồng lại cái khác. Rồi còn Tina, cây của con nó sống hay nó chết? Dạ, cây con còn sống, giờ nó mưa to quá, không ra lấy được. Coi chừng nó thúi cái rễ đó nha con, tại nó còn nhỏ quá. Ok, vậy là được rồi. Bây giờ bữa nay là thứ tư bên con rồi phải không? Tuần này là tụi con phải trồng thêm, mỗi người trồng thêm hai cái cây nữa nha, hai cái hộp khác. Con có thể trồng sả, trồng gừng, trồng tỏi hay trồng cái gì cũng được. Rồi cái cây của Tony tới đâu rồi, đưa bà coi. Mỗi ngày mình phải coi, mình nó coi nó sống hay nó chết. Cây của Tony đâu? Con để nó như chậu rồi. Con cho nó ra chậu rồi ha. Vậy là nó sẽ lớn hơn nữa rồi phải không? Con phải coi con mỗi ngày cho nó lớn tới chừng nào nha. Cây của Michelle là ra chậu rồi, nó lớn lắm. Thấy không? Rồi bây giờ đó, tuần này đó là con mỗi người phải trồng thêm hai cái cây nữa nha. Con phải tìm cái hộp để mà trồng cây nha. Đó, mình xong đậu rồi, giờ mình kiếm cà chua, mình kiếm ớt, hay là mình trồng tỏi, hay là mình trồng gì cũng được, miễn sao nó lên cây nha. Coi như là bắt đầu ngày mai, trong tuần này là tụi con mỗi người phải trồng hai cây. Đâu, đưa coi. Rồi Julie đâu, cây của Julie nó tới đâu rồi, nó có ra lá chưa? Rồi bà muốn tụi con mỗi ngày quan sát coi khi nó cái lá nó từ từ nó mọc lên như thế nào và cái lá nó từ từ nó lớn như thế nào nha. Rồi cái hột đậu đó từ từ nó cũng biến mất nữa chứ không phải là nó cứ ở đó hoài đâu. Thành ra bà muốn tụi con mỗi ngày mỗi coi nó có những cái chuyển biến như thế nào nha. Cũng như là mình nghe nhạc vậy đó, mình coi nó hát cái gì. Rồi bà sẽ gửi mấy cái bài hát này cho tụi con và tụi con học nha. Cũng có một cái bài Happy Birthday nhưng mà nó có nhiều cách hát khác nhau lắm. Nhiều cách hát khác nhau. Thành ra bà muốn tụi con học tất cả những cái cách hát đó. Rồi bây giờ nhớ nha, tuần từ này là nghỉ mà. Hả? Rồi. Từ lúc mà nghỉ mà. Xong cái này là nghỉ. Bây giờ là bà cho tụi con nghỉ được rồi đó. Bây giờ là trưa rồi, đã ăn trưa rồi phải không? Còn có 3 phút nữa thôi. Em ăn trưa xong rồi. Ok, rồi con ăn rồi ha. Nhớ nha, tuần này là phải trồng thêm, mỗi người trồng hai cây nữa nha. Cái cây này là xong rồi, bây giờ bắt đầu ươm hai cây nữa nha. Nhớ tìm hộp mà ươm.
Rồi để bà coi coi nó sẽ lên cây như thế nào. Rồi thôi bây giờ mình chia tay ha. Giờ là giờ trưa rồi, để cho tụi con ăn trưa. Rồi bà chào tụi con. Hẹn gặp lại ngày mai. See you again tomorrow. Bye bye. Bye Yến Xuân, Linda, bye Tina, bye Michelle, Gabrielle. Bye bà Nau. Yeah, bye Julie. Dạ, bye. Rồi bye Tony. Okay, bye.